Dạ thưa, trước hết là xin kính chào tất cả quý vị khán giả của SBTN khắp nơi. Dạ thưa, lần trước với lần này thì không thấy khác gì về cộng đồng, cũng vẫn là những cái mối quan tâm rất là sâu xa về tình hình Việt Nam hiện nay và về đất nước Việt Nam và tương lai dân tộc Việt Nam. Cái câu hỏi thì nó có khác hơn một chút, là tại vì lần trước năm 2009 thì cái tình hình Biển Đông nó không có quá tồi tệ như là hiện nay, và cái nhà cầm quyền Việt Nam chưa có lộ mặt nạ bán nước như hiện nay. Thành ra những câu hỏi lần trước thì nó không nó mang tính cách tổng quát hơn, còn những câu hỏi lần này thì nó mang tính cách cấp thiết hơn, là làm thế nào để ngăn trở chính quyền Việt Nam bán nước, làm thế nào để khơi dậy cái lòng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam trước cái hiểm họa vong quốc hiện nay. Thành câu hỏi thì khác thôi, nhưng mà còn mối quan tâm của cộng đồng Việt Nam tại Úc đối với tương lai dân tộc thì cũng vẫn như thế, thưa chị. Xin thêm một câu hỏi nữa là qua cái buổi hội thảo và nói chuyện hôm nay, chị có cái kỳ vọng gì ở thế hệ trẻ? Dạ thưa, anh rất là phấn khởi, là vì như các anh chị nào mà có tham dự cái buổi nói chuyện hôm nay thì sẽ thấy là có rất đông người trẻ và họ đã ở lại đến cuối cùng. Một cái chương trình mà dài như vậy từ 1 giờ tới 5 giờ mà bắt những người trẻ mà ngồi nghe từ đầu đến cuối, nhất là có những phần trao đổi bằng tiếng Việt mà có thể là họ không theo dõi được dễ dàng, mà họ vẫn ngồi đến cuối cùng và hỏi những câu hỏi rất là hay, và chứng tỏ là họ có rất những cái suy nghĩ rất là sâu xa, thì đó là một điều đáng mừng cho tất cả chúng ta. Họ đến đã là một cái điều mình mừng rồi, mà khi mà họ lắng nghe xong rồi họ hỏi những cái câu hỏi mà để cho mình có cơ hội để mà đào sâu thêm vấn đề thì đó là một cái điều rất là phấn khởi cho tất cả chúng ta, thưa chị. Bây giờ chị xin hỏi chị một câu cuối cùng là chị có cái kế hoạch và chị có cái suy nghĩ gì với cái tình hình Biển Đông tại Việt Nam của mình? Dạ thưa, thì cũng như tất cả những người con dân Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, anh rất quan tâm và rất lo ngại và rất là giận dữ khi mà nhìn thấy cái sự hèn hạ của chính quyền Việt Nam và cái bộ mặt càng ngày càng lộ ra, nhất là như bác sĩ Tiến mới trình bày cho chúng ta biết mới đây cái chuyện mà họ ra sắc lệnh dẹp hết tất cả những cái ngày húy của những vị anh hùng anh thư của dân tộc, bắt đầu từ năm 2015 là sẽ dẹp hết, không còn có kỷ niệm Hai Bà Trưng, không có còn kỷ niệm Lê Lợi, Trần Hưng Đạo gì nữa, chỉ vì họ muốn định tàu, chỉ vì họ không dám khơi động lên cái lòng yêu nước của người Việt Nam nên họ dám dẹp hết tất cả những cái ngày húy quan trọng đó của dân tộc Việt Nam. Mà như chúng ta đều biết là đối với chúng ta, mình đâu có chỉ gọi là anh hùng mà mình gọi là Đức Thánh Trần kia mà, là tại vì mình đã biết ơn Ngài đến cỡ nào, vì nếu không có những người như Trần Hưng Đạo thì chúng ta làm gì còn nước Việt Nam ngày nay. Thành ra đó là một cái điều mà tất cả chúng ta đều nóng ruột khi mà đứng ngoài, đứng từ bên này biển, nhất là anh ở Mỹ, đứng từ bên này biển mà nhìn chúng nó bán nước ở bên kia biển. Nhưng mà ngoài ra, tuy là giận dữ nhưng mà anh vẫn hy vọng và vẫn lạc quan. Vì như anh đã trình bày lúc nãy, nếu mà chúng ta từng bị bắc thuộc cả ngàn năm mà rồi rốt cục chúng ta cũng giành được độc lập, nếu chúng ta đã từng là dân tộc không hề bị bại bởi ngoại xâm của Mông Cổ, chúng ta từng đuổi được Pháp sau 100 năm thì xá gì. Nếu mà chúng ta nỗ lực hun đúc cái tinh thần dân tộc cho con cháu thì có mất nước cũng sẽ đòi lại được, và anh tin là sẽ không mất nước. Đối với những người trẻ Việt Nam đang tranh đấu trong nước thì anh xin có những cái lời nhắn nhủ với các anh chị như sau. Cầu mong là các anh chị đủ nghị lực và đủ can đảm để mà thắng được những thử thách sắp đến và chịu đựng được những cái trù dập và đàn áp của chính quyền Việt Nam hiện nay. Và cầu mong các anh chị thừa kiên nhẫn vì đường tranh đấu sẽ còn dài. Dân tộc Việt Nam nào hay bất cứ dân tộc nào cũng thế, tương lai đều nằm trong tay của những người trẻ. Dân tộc Việt Nam, tương lai của dân tộc Việt Nam, tiền đồ của Việt Nam hoàn toàn nằm trong tay của người trẻ Việt Nam. Cầu mong các anh chị chân cứng đá mềm để mà làm nên lịch sử, và xin mượn tựa của một quyển tiểu thuyết rất nổi tiếng của Cố Văn Hào Duyên Anh ngày xưa. Quyển tiểu thuyết có tựa đề là Mơ Thành Người Quang Trung, và xin nhắn với tất cả người trẻ Việt Nam, chúng ta hãy mơ làm người Quang Trung và xin hãy là người Quang Trung. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn chị đã dành cho cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay, và chúc chị đạt được nhiều thành công trong tương lai. Cảm ơn chị Nam Hương. Cảm ơn chị Nam Hương, và xin kính chào tất cả quý vị khán giả của SBTN.